bà con chú anh chị các bạn đã là những cây của Việt Nam đưa ra thị trường. Thì các nhà ở hôm nay Việt Nam sẽ trở về căn quê của mình. Dạ cả thôi. Mời cả nhà cùng theo cờ Việt Nam ngày hôm nay nha. Dạ cho con xin phép không ghi hình nha các bác. Dạ. Chưa tới bằng ông lần hả? Không. Dạ cho con xin phép con bước qua. Rồi xong rồi. Con không thiếu cái tô hoa bát trà. Rồi mình xếp tới đi. Dạ. Là cái này phần này nè. Lại. Dạ. Dạ. Rồi mời các cô tiếp. Cô bưng nổi không? Không, để chị xin từ từ. Thiếu à. À, đây nè cô. Dạ. Lãnh quà đâu cũng dạ. Được. Dạ, đây. Dạ. Cảm ơn các cô. Dạ. Các chưa cậu. Dạ. Rồi. Ô mấy ông uống trà ngồi đó yên chút đi. Người ta đứng để cho mấy bà về trước. Dạ. Anh ta còn nấu cơm cho chồng ta, còn mấy ông chúc vợ nhà nấu cơm trắng về ăn. Đây. Con chúc là vui nha. Dạ. Ông cô bác anh chị em thông cảm nha, tại vì đường sáng ngày đi lên tới xe mà cái xe mấy bữa là mình đặt trước á. Ồ, chút xíu hết. Dạ. Ta phải dạ. Màu tóc hành. Ta để cái khác chút lòng à, dùng với tụi em nha. Dạ. Dạ. Thì ông bà cô bác anh chị em dạ. Thông cảm. Dạ. Còn đây bao gạo nữa con. Bác, dạ. Em nổi ha. Rồi. Dạ. Rồi con. Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn bác. Dạ. Dạ. Nó cầm cái này trước đi, cái có người giúp giùm. Dạ. Cái bao gạo này đi anh trai. Bác giúp cho mà bác. Rồi. Dạ. Ô em được ha. Rồi. Có chút quà giùm với gia đình chị nha. Rồi. Đây là đây của ít lòng nhiều. Dạ. 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 Cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn nhiều. Có việc dạ. Khi nào dạ. Có nổi hai cô. Dạ. 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 Con làm dạ. Như nổi như bà Phương Hằng đó con bữa. Ok con. Ok. Thôi thôi. Dạ. Vô đây ông. Dạ. Vô cô nè. Đi qua đây qua đây nè. Qua qua cô nè. Qua đây cô. Hai vợ chồng cùng cái tina là dạ. Tự mình thôi dạ. Không có vậy dạ. Chị nổi hai cái không rồi à, vui với vợ chồng em nha dạ dạ cô hai cái nổi không cô dạ cái bao nữa bao gạo rinh bao gạo đó đó Điều ơi con qua đây cho mấy cô đi con dạ. Dạ. Dạ có chút cùng với gia đình tụi em bao gạo luôn ừ dạ. Cái mày đưa bao gạo cho người ta cái là mày ấy luôn à dạ đưa bao gạo luôn rồi đưa nó lên nữa rồi dạ dạ thôi chúc quà dùng với tụi em xin ra hai thằng ôm lại đó hay quá mình nghĩ này có hay quá dạ dạ con ấy gạo dưỡng nghe chị Năm ơi đưa đây em phụ với dạ. Bây giờ chị vô thế chị đứng chị xách bịch mì đi, em xách cái này cho. Dạ. À cháu á mà nếu nhà có bạn bè dạ. Giúp á thì cháu nói dạ. Là cứ, cứ dạ, đây, đây nè. Có số phone đó là cứ thử giúp người ta thôi. Dạ. Cháu không có ai hết. Để cái đít tàu nữa lát cái mà chắc lên. Dạ. Dạ con cảm ơn bác dạ. Dạ con chúc sức khỏe bác dạ dạ dạ
Dạ, con chúc sức khỏe anh. Dạ, con chúc sức khỏe bác. Dạ, dạ, có chúc quà vui với vợ chồng con nghe, và mấy anh chị em trên này. Các chị em mình làm bóng lợi dưỡng dạ. Dạ. Hả? Sao? Dạ. Rồi. Thoải mái mà. Dạ. 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 Rồi, có gì dùng dạ. Dạ. Rồi, tóc hành có gì đâu. Thằng này ra nào mày. Uống nước đi. Dạ. Rồi giờ tới ấp 2. Chưa còn đây nữa nè. Chưa hết còn. Hả? Chưa tới hả? Dạ. Rồi mới qua tiếp. À còn mấy mấy quà còn ha. À, đưa đưa cho bác mà anh cho bác bao gạo trước. Hai phần. Hai phần. Hai phần là phải hai bao gạo. Rồi ông hai bao gạo nào ông lại lấy hai thùng này rồi. Dạ. Đây đây đây. Đây ông Nam vô tàu vô con anh. Của anh là hai phần phải không? Dạ đây. Đây anh. Dạ. Có hai bao gạo chưa? Quá chưa rồi đâu có biết. Dạ. Hai phần nữa. Dạ. Đây hai phần nữa. Hai phần dở cái này lên dưỡng mày. Dạ. Bao gạo ông này nha. Rồi ai còn phiếu nữa một con luôn. Một con, một con. Thôi một con. Đây. Bác bác được không bác? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Đây. Có ai còn phiếu không? Dạ, con cảm ơn mấy bác, mấy cô, mấy chú nha. Rồi, dạ. Rồi, bây giờ tới đấy nè. Dạ. Xong rồi phải không? Rồi. Khổ người đẹp. Dạ. Dạ. Em gái. Dạ. Con của cái này con của dì thứ ba, đây là con người dì thứ chín. Này là bạn dì. Dạ. Bác lên dì đem con gạch nè. Nghe không chị cha? Bao gạo nữa đều. Rồi. Rồi để chưa xong vậy dễ biết. Dạ. Dạ còn bao gạo nữa cô. Dạ. Dạ cô nhà, có chút quà nhỏ cô. Cô ôm bao gạo trước. Dạ. Thôi. Dạ. Rồi ai chở cho bà. Xong rồi chút mày bỏ xe cho chút thằng ấy nó chở. Hiệp chở giùm. Còn ấy là để đâu bé gái của cô chở giùm bà chứ cái này bà không ấy thì bà làm sao. Dạ. Mà được đi té chết dạ. À để bao gạo trước thì Triều ơi, để bao gạo trước con. Dạ. Cái danh sách kia đâu cái gạo đè trên mà người nhát. Có chữ A, dạ. A sau lưng dạ. Là cô đưa gì gửi như này luôn. Dạ. Bà ra bà lãnh rồi mà người ta làm bể mà mình. Hả? Bà mới ra bà lãnh rồi mà lãnh rồi á. Ừ. Ờ gạch. Dạ. Lộn là nói không có đủ chị. Phát dạ, dạ. Là làng thiếu à. Mày khổ. Rồi tính rồi. Tính cho đủ rồi. Dạ dạ. Xe đậu quá xe đâu qua đây dạ. Được. Dạ. Rồi cũng đó em ơi. Ok, ngồi đi con. Thằng này bên mặt trận xã. Người ta mặt bên mặt trận. Dạ. Ờ, mới lên con. Dạ dạ. Thôi, đi vô đây ha, ngồi đây. Lấy cái bình trà nóng nè. Mới. Triều ơi, để qua đây bao gạo đi con. Ở này lúc trước á, biết sao ai quý nó bệnh nó gửi tiền gì cho mà lúc dịch tới nữa đủ hạt tắm tấp nập luôn rồi bỏ luôn tới nay nó mới về. Ô cẩn thận bà bước xuống uống bà uống hôm nay mới về. Kiểm lại coi có sốt thiếu không. Đưa rồi chưa? Khoan khoan để chờ chờ coi. Gạo rồi mì bà có chưa? Có mì cái có dư không? Có. Quế quế chờ 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 chút coi có mì. 36 phần mì gạo bao nhiêu phần? Dạ chờ 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 chút xíu để cho em nó kiểm lại. Chưa? Dạ. Dạ.
thành vậy đó. Dạ. À, bác bưng bao gạo lên được không, có cần người chợ đem xa xe cho bác không? Được hết cái gì. Dạ đây để cháu nó lên cho bác lên này. Dạ có chút quà nhỏ và dạ, vui với gia đình cháu. Dạ. À. Dạ. Ủa, thầy bự bỏ cái bao gạo qua đây đi con. Dạ. Quá tại vì mấy trần chạy dọc dọc luôn. Dạ. Ai phát mấy trên á thì nó gọn, mà tại lắng lẽ phát bên bên đây ấy nữa nó kẹt. À hả. Thì thôi làm bên ngoài bên à. À. Cái này khó đi thi mẹ. Lỡ rồi. Hồi nãy có quay cảnh mà ăn bầu vậy nó về rồi ăn. Kệ nó cho chú nó phần nó rồi phần kệ nghèo. Tại sáng mà không mắc chiếc xe là tụi em lên sớm rồi. Sao vậy? Tại vì đợi chiếc xe người ta về đó. À. Dạ. Tôm thơm nè em. Chị nhớ em tôm thơm. Thank you chị. Dạ. Đưa đây ngồi giấy cho nó đi. Đây à, cảm ơn cô ít lòng nhiều nha. À. Cảm ơn. Dạ cảm ơn anh cũng tạo cơ hội vợ chồng. Dạ cảm ơn em nhiều. Dạ. Ôi xã. Nó sai mà. Dạ, tên của em là Quỳnh Thị Tuyết. Dạ. 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 Dạ.
điện thoại con số điện thoại của 8, 7, 6. Dạ của em. Dạ tôi cứ. Đây là địa chỉ này là địa chỉ nhà em ở phường Nam. Ủa 867 nữa. 867. Địa chỉ đâu mà. Rồi hỗ trợ là bao nhiêu tiền chị? Dạ, căn nhà 150 triệu. Em đã hỗ trợ lúc trước rồi. Năm nào quên này phải không? Rồi. Đây gửi lại đây trước mắt vậy đi. Coi nếu mà có khó khăn gì em điện ngay trực tiếp chị. Còn nếu mà em làm quyết định xong rồi em gửi ai? Dạ, gửi đây. Gửi ông anh đây nè. Gửi đây rồi, gửi chị Linh nhận hả? Dạ, dạ. Đơn vị em nói ship như thế nào nha. Dạ. Có lẽ nếu mà mình lễ bàn giao nhà phải có cái băng rôn chụp hình đồ lại. Mà anh này không có chụp hình thì làm sao nha? Em không muốn hồn. Ông nói, em mà em nói. Thôi vậy khỏi rồi, thôi. Có nói rồi. Có nói rồi. Anh đòi nè, anh nói thôi tao phải làm ra cho cô mày cho đàng hoàng chứ. Mày tài trợ mà mày không chịu chụp hình thì nó thôi cứ đơn giản vậy đi. Em không muốn đơn giản thôi. Cái quan trọng là cháu nó có ngôi nhà thì cháu nó bị đột quỵ. Rồi, ở trong khả năng em giúp được em giúp. Được. Rồi, có khó khăn gì em điện trực tiếp. Chứ hồi lại nhậu quay miếng được rồi. Không vậy, đi học. Chứ rồi, hồi mấy chơi được bình thường chứ. Không rồi. Rồi. Ở đây rồi, mẹ ơi. Có, còn có chuyện gấp nữa, con không lên được mà hãy nó để đi lên đây chút. Rồi, cũng cảm ơn anh chị hết em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Cái lương là gì em? Hả? Thì cả nhà ơi, giờ bây giờ đã phát quà cũng gần xong hết rồi nha cả nhà. Cũng còn được mười mấy phần nữa là hết. Được không vậy cô? Dạ. Yeah. Cô để đi, đi lát có đứa em nó hép nó hỗ trợ cô ra ngoài xe. Dạ. Dạ. Để em nó nhận nó đem ra xe cho cô. Dạ. 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 Cảm ơn luôn. Dạ, bye bye. Dạ. 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 Dạ, dạ, cảm ơn cô chú. Dạ có chút quà nhỏ nhận cho vui với vợ chồng tụi em nghe. Dạ. Dạ. Có rồi. Dạ. Dạ có chút quà nhận cho vui với vợ chồng tụi em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ cảm ơn nha. Xe chị đâu? Dạ. Rồi 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 để cháu nó hỗ trợ ra cho chị ra miếng ngoài. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi bây giờ sắp hết rồi, bây giờ hết rồi, giờ mình khoan. Cả nhà ơi, giờ còn đây là được còn chắc khoảng cả chục phần quà nữa. Giờ chờ bà con, từ từ bà con tới là mình sẽ giao xong là mình ủng hộ hết tổng cộng bao nhiêu phần vậy bé gái? Dạ, 100 phần. Dạ, được 100 phần quà thì ở trên khu này kia mình kêu Tân Phước không? Dạ, Tân Phước. Dạ.
Hôm nay Cường và Tina là giúp đỡ các bà con nghèo khó trên này 100 phần quà. Thì bây giờ còn đây khoảng chừng chục phần quà nữa là bà con sẽ tới nhận hết. Trước hết là bây giờ em cảm ơn anh Sáu. Cảm ơn anh Sáu đã cho tụi em có tạo điều kiện tiếp xúc. Cảm ơn bé gái. Dạ. Bé gái cũng là lạng nhỏ cháu đó cả nhà. Đã giúp để gửi những phần quà tới tay của bà con vùng nông thôn trên này. Dạ. Cũng cảm ơn hết hai vợ chồng. Dạ. Tụi em ủng hộ cho đồng bà con ở sớm này. Dạ. Anh cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ cả nhà ơi, tới đây Cường và Tina ra dừng tạm dừng nơi này nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của Cường Tina Florida TV. Giờ đây chào tạm biệt cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye. Bye.